Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi ha. Rồi có số đồ bán cho anh em nè, mới soạn đồ ra linh tinh được vài món ha, mai sẽ lên clip dài dài cho anh em xem ha. Rồi đầu tiên cái cơ mã số 1 nè, ba cái cắt móng ha, bán anh em 130.000 nha. Đó, anh em mua hàng mà 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship ha, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship, chắc là xịn sò. Ba cái 130.000 nè. Đó, rồi mã số 1 130, mã số 2 200.000 nha anh em. Đây cay đó nè. Rồi đây cái dao gân cưa nha. Rồi con này lưỡi ok nha anh em, không mẻ ha, ốp gỗ ha, hai cây ốp gỗ hết. Đây thép không gỉ ha. Đó, con này là hai lớp thép, con này thì một lớp hả anh em. Dao này dao công nghiệp, dao công nghiệp ha. Rồi mã số 2 bộ dao 200.000 ha.